Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy TV. Hiện tại Đức đang có mặt cửa hàng Hyundai Giáp Bình Dương, chi nhánh số 6 trên đường 22 tháng 12 ha. Chi nhánh này là đại lý Suzuki nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì Đức sẽ cập nhật giá cho bạn về dòng xe Kadett 2021 Satria và Sonic ha. Thì giá hiện tại đối với ba dòng xe này á thì đang giảm nha các bạn. Đang giảm nhưng mà giảm ít thôi, không có nhiều. Rồi, đầu tiên thì Đức cập nhật giá cho bạn về dòng xe Satria trước nha. Satria hiện tại á bên mình đang bán mức giá là 54 triệu. Giá đã có VT rồi, trừ phí đăng ký cái biển số ha. Chẳng hạn những chiếc Satria này nè. Đó, Satria là Satria nhập khẩu chính hãng nha các bạn ha, nhập khẩu nguyên chiếc nha, chứ không lắp ráp tại Việt Nam nha, mình xin nhấn mạnh nha, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về ha, chứ không lắp ráp tại Việt Nam nha. Đó, đó là dòng xe Satria. Nhưng mà chiếc này á đã được lên màu sơn rồi. Đó, lên một sơn 3D như thế này thì các bạn cộng cho mình thêm 3 triệu nữa nha các bạn. Đó, cộng cho mình thêm 3 triệu nữa. Nếu như bạn nào mua chiếc này thì bạn phí lên màu sơn và cái phí xe luôn là 57 triệu ha. 57 triệu. Chưa ra biển số nha. Rồi, còn đối với dòng Raider. Dòng Raider á thì hiện tại á như các bạn đã biết rồi, nó mới vừa ra thêm 3 màu sắc đặc biệt ha. Tổng cộng và dòng xe Raider thì nó sẽ có 6 màu thì bằng giá nhau. Giá hiện tại chỉ có 51 triệu thôi, giảm 500 ngàn so với những cái video trước đây. Mình báo cho các bạn nha, chiếc này thì mình cũng có quay cho bạn xem rồi nè. Chiếc màu bạc đỏ đen ha, bạc đỏ đen phiên bản đặc biệt. Còn chiếc này là màu xanh, xanh đen ha, xanh đen phiên bản thường. Đó. Còn chiếc trong đây cũng là màu đỏ đen phiên bản thường luôn ha, phiên bản thường. Còn chiếc này là màu xanh bạc đen phiên bản đặc biệt nha. Về ra nó còn một màu nữa, đó là màu xanh xanh đỏ đen ha. Xanh đỏ đen thì màu đó thì mình hết xe rồi, màu đó thì nên đẹp hơn, nhìn nó thể thao hơn ha, cái màu chủ đạo của phiên bản đặc biệt đó. Còn như những chiếc này đây là những chiếc đã được lên màu sơn nè, những chiếc Kadett lên màu sơn nè. Đó, là màu sơn như thế này thì nó cũng đồng giá thôi, nhưng Satria hồi nãy 3 triệu nha các bạn. Đó, những màu xanh nhớt này nè. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Thì những bạn thích chiếc nào thì bạn cứ comment phía bên dưới ha, hoặc là chụp màn hình gửi qua Zalo cho bạn Ngân ha, bạn Ngân sẽ tư vấn cho các bạn. Đây thêm một chiếc Raider lên màu sơn nữa nè. Đó. Raider thì như các bạn cũng đã biết rồi, đây là một cái dòng xe lắp ráp tại Việt Nam nha, lắp ráp phụ tùng tại Việt Nam ha, phụ tùng của Indo nhưng mà lắp ráp tại Việt Nam. Chính vì thế thì sẽ có tên gọi là Raider nha các bạn. Đó, tên gọi Raider. Rồi, tiếp theo mình sẽ quay cho bạn xem một số màu sắc khác nữa của Satria. Đây, Satria. Satria thì hiện tại nó sẽ có 3 màu sắc ha. Cái màu xanh đen. Màu xanh đen thì mình cũng quay cho bạn xem rồi, mà ở đây thì không có hàng rồi. Chiếc này là màu trắng đỏ nè, trắng cà phê sữa nha, trắng những trắng sữa chứ không phải là trắng tinh nha các bạn. Rồi, còn như chiếc này là màu đỏ nho nè, cũng Satria luôn nha, màu nguyên bản, mình chưa lên màu sơn nha các bạn. Đó, màu nguyên bản ha, 54 triệu. Còn đối với dòng Sonic, Sonic hiện tại thì sẽ có hai giá ha. Một là cái màu trắng đỏ Genshin á thì bên mình đang bán mức giá là 58 triệu. Đó, 58 triệu nha các bạn. Còn đối với những màu sắc như chẳng hạn như là màu đen nè, màu đen phía trong đây, đây màu đen như chiếc này. Đó, thì giá sẽ là 56 triệu 500 nha. Giá đã có VT rồi, chưa có phí đăng ký hay biển số. Thì đối với những dòng Sonic này giá hiện tại cũng đang giảm nha các bạn, thì cũng đang giảm. Còn như chiếc này màu cam này thì mình được lên màu sơn rồi nè ha. Lên màu sơn thì các bạn cộng với mình thêm 3 triệu thôi, đồng giá nhau nha các bạn. Đó, đồng giá nhau. Giá đã có VT rồi, chưa có phí đăng ký cái biển số nha. Tại vì mỗi bạn ở tỉnh thành khác nhau á, thì mình không có báo giá ra biển số trong video cho các bạn được. Mình chỉ báo giá có VT thôi. Thì những bạn nào muốn biết giá chính xác cái biển số á, thì các bạn cứ comment nguyện tỉnh thành ở phía bên dưới ha, hoặc là gọi điện cho bạn Ngân thì bạn Ngân sẽ tư vấn cho các bạn. Chứ mà mình quay video và các bạn bắt mình báo giá cái biển số luôn thì không thể nào được nha. Tại vì mình quay nhiều cũng có nhiều bạn bắt bẻ mình tại sao không báo giá ra biển số luôn mà cứ báo giá VT làm gì. Thì các bạn cũng đã hiểu giúp mình ha, chứ không phải là mình không muốn báo đâu. Báo thì báo cho các bạn để tham khảo thôi, mà chủ yếu là mình quay để cho các bạn tham khảo về giá mà. Đó, chứ mình giấu bạn làm gì đâu. Trời, các bạn không hiểu thì bạn nên nói vậy thôi, mình cũng hiểu mà.
chiếc này là màu nguyên bản nha ha. Đó, màu nguyên bản của nó. Thì đối với những dòng xe Sonic á thì mình cảm giác mình thấy cái đuôi á nó sẽ cao hơn các bạn. Cái yên sau á và cái cổ bô á nó sẽ cao hơn ha, nó nhỏng cao hơn. Cái yên sau cũng vậy luôn ha, dốc, cái độ dốc á rất là chuối thôi các bạn. Chuối cao hơn so với thằng Sachi và Raider. Đó. Đây là một trong những dòng xe Hyperbon mà được đăng rất nhiều bạn trẻ Genshin Boy thích dòng xe này ha. Còn những bạn nào muốn mua trả góp về dòng xe này á thì các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình là chứng minh nhân dân bằng lái hoặc chứng minh nhân dân hộ khẩu ha, trên 18 tuổi là các bạn mua xe được rồi. Còn đối với những bạn nào mà muốn mua xe này mà mua tiền mặt mà dưới 18 tuổi nha thì các bạn chỉ cần chứng minh nhân dân là bạn mua xe được nha các bạn. Đó. Nhưng mà tốt nhất á, thì các bạn phải có bằng lái, có bằng lái xe để các bạn hãy chạy xe nha, chứ mà các bạn không có bằng lái thì chạy không ăn nó bắt á. Và thứ hai nữa thì hiện tại đối với cái tình trạng mà tai nạn giao thông đối với ba cái dòng xe này rất là nhiều luôn. Chính vì thế thì các bạn một khi đã mua dòng xe này rồi thì các bạn về chạy có văn hóa văn minh giúp mình, cũng như là chạy xe cẩn thận ha, đỡ báo cha báo mẹ báo gia đình. Đó. Mình đây mình chỉ nói những bạn trẻ thôi, còn những anh chú bác thì thích cái dòng xe này thì đương nhiên người ta lớn tuổi nên người ta cũng biết cách sử dụng xe rồi. Còn những bạn trẻ thì 17, 18 tuổi á, thì mình nên khuyên các bạn ha, mình nên khuyên các bạn mình khoan hãy mua những dòng xe này mình chạy ha, mình tập trung mình làm mình kiếm tiền đi để phụ cha phụ mẹ đi. Chứ mình thấy tai nạn ở trên Bình Dương mình á, về cái mức độ mà cái số cái phương tiện mà gây ra tai nạn á thì đa số cái dòng xe này rất là nhiều luôn các bạn ha. Ở đây thì mình không có nói qua đũa cả nắm ha, mình chỉ nói một số bạn nào mua xe này về mà sử dụng không có đúng mục đích thôi. Đó. Thì mình nên khuyên các bạn thôi chứ mình không có muốn dạy đời ai các bạn ha. Thì mình không cấm các bạn mua, nhưng mà các bạn mua về á thì các bạn nên sử dụng đúng mục đích, đừng có tụ tập ngoài đường chạy đua rồi gây ra tai nạn rồi chết chóc khổ gia đình thôi anh em ha. Anh em mình bị tai nạn này kia gia đình lo thôi chứ có anh em nào lo cho các bạn đâu ha. Thì mình chia sẻ một ít thôi ha. Thì những bạn nào mà không thích thì có thể ném gạch mình, còn những bạn nào mà thích thì có thể là ủng hộ mình một like, một đăng ký kênh ha, để có động lực làm những cái video tiếp theo cho bạn xem. Đó, thì những bạn nào mà có muốn biết giá chính xác cái biển số ha, hoặc là những cái thông tin về xe này thì các bạn cứ comment phía bên dưới thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn các bạn.